Cả nhà mình ơi, đây là chị Kim. Lần trước là cả nhà mình có gặp chị Kim trong những cái buổi live lần trước về công nghệ trẻ hóa da. Mình làm công nghệ huyết tương dầu tiểu cầu để điều trị về sạm, nám, đốm, tàn nhang nè. Thì chị thấy cái hiệu quả của công nghệ đó như thế nào? Chị làm cái đợt đó về á thì chị rất là hài lòng. Dạ. Em vẫn còn nhớ chị. Dạ đúng, em nhớ chứ, em nhớ lần nào chị ghé em cũng nhớ chị hết. Lúc trước á là da chị nó khô mà nó đốm, thấy cảm thấy rầu lắm. Và chị tới đây, chị tới BB Thanh Mai này chị làm á thì thấy làn da nó khôi phục hẳn lên luôn á, sáng rồi. Cho nên chị rất hài lòng. Hôm bữa nay chị tới chị làm cái công nghệ căng công nghệ mới. Vậy là sau khi trải nghiệm công nghệ huyết tương dầu tiểu cầu, da chị đã hết sạm, nám, đốm, tàn nhang và đẹp rồi thì chị muốn làm săn chắc nâng cơ. Nên là chị quyết định chọn công nghệ Ultherapy đúng không ạ? Bây giờ thì mình mới làm xong rồi đây nè. Chị có muốn em tạo cái sự bất ngờ cho chị không? Tại vì em thấy khác lắm rồi đó nha. Chị đang hồi hộp đúng không? Em đưa gương cho chị xem, chị đừng bất ngờ quá nha. Đây. Đó, đây là sau cái liệu trình mình mới làm đây ạ. Ôi nó căng hẳn lên ha em. Dạ. Yeah. Cái chân mày của chị nó cũng nâng hẳn lên cái khuôn mặt này nè, cái mắt chị nó cũng căng, nó cái bọng mắt nó cũng mờ hẳn luôn đó. Bọng mắt mình đỡ hơn so với lúc nãy đúng không ạ? Lúc trước luôn. Nè cái da chị nó săn hẳn lên chứ không có còn sệ mà trùng nhão như trước khi làm nữa. Chị thật là hài lòng. Nè, em thấy cái làn da chị rất là săn đúng không chị? Rất là vui đúng không chị? Vậy là mình cũng trải nghiệm được ở BB Thanh Mai mình hai công nghệ rồi ha. Dạ công nghệ nâng cơ thì rất là hài lòng. Chị có muốn nhắn nhủ gì tới các cả nhà của mình về công nghệ mới này không ạ? Thì nhân tiện chị làm, chị thấy kết quả của chị á, thì chị cũng mong muốn mọi người á, cỡ tuổi chị, trang lứa chị á, thì muốn cải thiện cho làn da săn chắc, cho làn da sáng đều màu á, thì hãy nên tới BB Thanh Mai. Làm rất là hiệu quả và nhân viên ở đây rất là thân thiện. Yeah. Bác sĩ làm rất là mát tay, vui vẻ nữa. Làm mà chị không cảm thấy, mới đầu nó châm chích xíu thôi, còn sao không thấy thoải mái đúng không chị? Biết luôn nữa. Dạ. Nhiều anh chị thì cứ sợ là đau này nọ kia, nhưng thực tế là thoải mái đúng không chị? Dạ. Sau một giấc ngủ trưa thôi, 60 phút thôi, ngồi dậy là mình thấy mình khác rồi. Dạ, và hiện tại thì chị Kim rất là hài lòng với công nghệ săn chắc nâng cơ của bên em. Dạ, chắc là lần tới mình sẽ dẫn bạn theo chứ hả chị? Chắc chắn em. Bạn chị cũng đang muốn làm đẹp nhiều lắm đó. Dạ. Nhưng mà chưa biết chỗ đó. Dạ. Thì có gì chị sẽ rủ bạn chị tới đây làm để cùng đẹp. Dạ, cảm ơn chị Kim rất là nhiều bởi vì tin tưởng bên em nè. Trao cho BB Thanh Mai cái cơ hội để chăm sóc làn da cho mình, cũng như là chăm sóc cho bạn của chị nữa, ngày mình càng đẹp hơn, trẻ hơn, khỏe hơn chị nhé. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Cả nhà mình ơi, cả nhà đã thấy sự khác biệt của chị Kim chưa ạ? Không những là một công nghệ, hai công nghệ và ba công nghệ, sau này chắc chắn là chị sẽ còn áp dụng thêm một vài công nghệ làm căng bóng da để mình lại càng trẻ đẹp hơn nữa chị ha. Nên là cả nhà mình đừng ngần ngại nha, hãy gọi máy cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai 1800 6617, bóc máy ngay và liền đi, còn chờ gì nữa. Mình chỉ cần một cuộc gọi thôi đã biết được tất cả các công nghệ của BB Thanh Mai và làm cho mình được đẹp hơn, khỏe hơn mỗi ngày. Các bạn sẽ được chăm sóc da này cũng như là tư vấn thăm khám da miễn phí với bác sĩ của BB Thanh Mai cả nhà mình nhé. Bây giờ thì chắc là em với chị Kim chào cả nhà chị ha. Dạ, mong là chị Kim sẽ được chị Kim và khán giả là sẽ gặp ở những cái buổi livestream tiếp theo. Tại vì chị Kim sẽ còn dẫn bạn lên tới nữa. Sau này em sẽ còn livestream với chị Kim dài dài nữa đó. Dạ, mình cùng chào khán giả nha chị. Bye bye. Xin chào cả nhà.